Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FDVN Channel, nơi chúng tôi chia sẻ những vấn đề thời sự pháp luật, phổ biến tư vấn pháp luật miễn phí, kể những câu chuyện vui về nghề luật, cung cấp những kiến thức khoa pháp luật, kênh trao đổi những vấn đề về kỹ năng nghề nghiệp, câu chuyện hành nghề và những vấn đề của nghề luật ở Việt Nam hiện nay. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng luật sư FDVN tìm hiểu quy định của pháp luật về tội giết người và tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Hai tội danh này có thể được so sánh dựa trên các tiêu chí sau. Về căn cứ pháp lý, tội giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, có tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Về khách thể, cả tội giết người và tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ đều xâm phạm quyền nhân thân và quyền sống của con người. Ngoài ra, tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ có thêm yếu tố xâm phạm đạo đức xã hội và tình mẫu tử. Về chủ thể của tội phạm, tội giết người là người từ đủ 14 tuổi có năng lực trách nhiệm hình sự. Còn về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, chủ thể của tội phạm là người mẹ đẻ ra đứa trẻ và đứa trẻ trong phạm vi 7 ngày tuổi, người mẹ từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. Về dấu hiệu là hành vi, tội giết người là tước bỏ tính mạng của người khác trái pháp luật bằng hình thức hành động hoặc không hành động. Về hành vi của tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là tước bỏ tính mạng của đứa trẻ do người phạm tội đẻ ra trong 7 ngày tuổi do ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt. Vứt bỏ con do mình đẻ ra trong vòng 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết do ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt. Về hậu quả của tội giết người là làm cho nạn nhân chết, nếu trường hợp chưa chết thì tội phạm ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Còn về hậu quả của tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là tước bỏ quyền sống của đứa trẻ do người phạm tội đẻ ra trong 7 ngày, đứa trẻ chết hay không chết vẫn cấu thành tội phạm và bị xử lý hình sự. Vứt bỏ con do mình đẻ ra trong vòng 7 ngày dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, hậu quả đứa trẻ chết là bắt buộc trong cấu thành tội phạm. Về yếu tố lỗi, lỗi của tội giết người là cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp. Còn trường hợp lỗi của tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là trường hợp giết con mới đẻ là cố ý trực tiếp. Trường hợp vứt bỏ con mới đẻ là lỗi cố ý gián tiếp hoặc vô ý vì quá tự tin. Về mức phạt cao nhất, tội giết người, mức phạt cao nhất là tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Còn đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, mức phạt cao nhất là 3 năm tù. Một số hướng dẫn về tình tiết định tội. Tội giết người bằng hành động là người thực hiện hành vi giết người, thường sử dụng công cụ, phương tiện, vũ khí tấn công vào khu vực trọng yếu trên cơ thể hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người. Người thực hiện hành vi giết người có thể thực hiện hành vi mang tính dồn dập, quyết liệt, tàn nhẫn, bổ chém, đâm chặt nhiều nhát, nhưng cũng có thể thực hiện hành vi rất tinh vi, xảo quyệt, thâm độc, bỏ thuốc độc, thả rắn vào nhà. Trường hợp không hành động là việc chủ thể không làm một việc mà pháp luật yêu cầu phải làm mặc dù có điều kiện để làm, thường gắn với các chủ thể đặc biệt như bác sĩ, công an, cứu hỏa. Chuẩn bị phạm tội giết người là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại điều 109, điểm A khoản 2 điều 113 hoặc điểm A khoản 2 điều 299 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với tội giết người. Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. Đây là tội phạm có cấu thành giảm nhẹ đặc biệt, cần được vận dụng thận trọng và chặt chẽ. Con mới đẻ là đứa trẻ sinh ra trong 7 ngày trở lại. Chủ thể của tội phạm này là người mẹ sinh ra đứa trẻ. Người mẹ này chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu như khiếp sợ trước dư luận chê bai về việc mang thai và đẻ con ngoài giá thú, hoặc trước dư luận khắc nghiệt của nhà chồng cho đẻ con gái là tai họa, vân vân, hoặc bị hoàn cảnh khách quan đặc biệt chi phối như đứa trẻ sinh ra có dị dạng. Người xúi dục bị cáo về tội giết con mới đẻ bị xử lý là đồng phạm của tội này. Người không phải là mẹ của đứa trẻ mới đẻ mà giết đứa trẻ đó thì bị xử lý về tội giết người. Một số hướng dẫn các tình tiết định khung của cặp tội danh. Một, giết hai người trở lên. Giết hai người trở lên là trường hợp người phạm tội cố ý gây ra cái chết cho hai người khác trở lên một cách trái pháp luật. Người phạm tội trong trường hợp này có ý định giết từ hai người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc chấp nhận hậu quả hai người chết trở lên xảy ra. Nếu người phạm tội có ý thức bỏ mặc chấp nhận hậu quả chết người xảy ra lỗi cố ý gián tiếp thì phải có từ hai người trở lên mới áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này. Nếu có hai người chết nhưng lại có hai người chết do lỗi vô ý của người phạm tội thì không coi là giết nhiều người mà thuộc trường hợp phạm hai tội, tội giết người và tội vô ý làm chết người. Nếu có hai người chết nhưng chỉ có một người thuộc trường hợp quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự, còn người kia lại thuộc trường hợp trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc thuộc trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ thì cũng không định tội giết hai người trở lên mà tùy từng trường hợp cụ thể, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người và một tội khác. Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
giết phụ nữ mà biết là có thai. Giết phụ nữ mà biết là có thai là trường hợp người phạm tội biết rõ người mình giết là người phụ nữ đang có thai, không kể tháng thứ mấy. Nếu nạn nhân là người tình của người phạm tội giết nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm thì có thể bị áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng giết người vì động cơ đê hèn. Nếu người bị giết có thai thật nhưng có căn cứ để xác định người phạm tội không biết là họ đang có thai thì không áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này. Ngược lại, trong trường hợp người phụ nữ bị giết không có thai, nhưng người phạm tội lại tưởng lầm là nạn nhân có thai và sự lầm tưởng này của người phạm tội là có căn cứ, thì người phạm tội vẫn bị xét xử về tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng, giết phụ nữ mà biết là có thai. Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo. Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình. Người nuôi dưỡng là cha mẹ, con, ông bà và cháu, anh chị em, cô dì, chú, cậu, bác, ruột và cháu ruột. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội nghiêm trọng khác là tình tiết định khung của tội giết người. Liền trước đó hoặc ngay sau đó là vừa kết thúc tội phạm trước đã thực hiện ngay tội phạm sau. Người phạm tội có tính nguy hiểm cao trong một thời gian rất ngắn, phạm hai tội nghiêm trọng phải bị xử lý về hai tội giết người và tội nghiêm trọng khác. Hình phạt được quyết định đối với mỗi tội phạm và tổng hợp thành hình phạt chung. Giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác. Giết người để thực hiện hoặc để che giấu tội phạm khác, động cơ để thực hiện hoặc để che giấu tội phạm khác là tình tiết định khung của tội giết người. Còn tội phạm khác có thể là tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng cần được xử lý theo một tội danh riêng. Nếu tội phạm khác cần xét xử thì xét xử với hai tội, tội giết người và tội phạm khác, quyết định hình phạt đối với từng tội phạm, tuần tự theo thời gian thực hiện, rồi tổng hợp thành hình phạt chung như hiếp dâm xong rồi giết nạn nhân để che giấu tội phạm thì bị xử lý về tội hiếp dâm và tội giết người. Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân là trường hợp giết người vì mục đích để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Và khi có bộ phận cơ thể của nạn nhân, người phạm tội có thể dùng để thay thế bộ phận đó cho mình hoặc cho người thân của mình hoặc để bán cho người khác. Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. Công vụ là một công việc mà cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội giao cho một người thực hiện. Người thực hiện một công việc vì nghĩa vụ công dân như bắt giữ kẻ phạm tội đang chạy trốn tuy không phải là người thi hành công vụ nhưng nếu do công việc đó mà họ bị giết thì họ có thể được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội như đối với người thi hành công vụ và hành vi của kẻ giết người đó cũng bị xử lý theo điều 101 khoản 1 điểm E. Kẻ giết người có thể thực hiện tội phạm khi nạn nhân sắp thi hành công vụ hoặc đang thi hành công vụ để cản trở họ thi hành công vụ hoặc giết người đã thi hành công vụ để trả thù hoặc để đe dọa người khác. Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp là trường hợp người phạm tội đã sử dụng nghề nghiệp của mình để làm phương tiện giết người dễ dàng và cũng dễ dàng để che giấu tội phạm như bác sĩ giết bệnh nhân nhưng lập bệnh án là nạn nhân chết do bệnh hiểm nghèo, bảo vệ bắn chết người nhưng lại vu cho họ là kẻ cướp. Lợi dụng nghề nghiệp để giết người là phạm tội với thủ đoạn xảo quyệt. Nên nhà làm luật đã không dừng lại ở quy định là tình tiết tăng nặng mà coi thủ đoạn này là tình tiết định khung hình phạt. Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người là trường hợp người phạm tội đã sử dụng những công cụ, phương tiện hoặc thủ đoạn phạm tội có khả năng làm chết từ 2 người trở lên như ném lựu đạn vào chỗ đông người, cho thuốc độc vào nguồn nước, bể nước công cộng, bắn súng vào tàu, xe, cano khi đang có nhiều người ở trên. Thuê giết người hoặc giết người thuê. Thuê giết người là trường hợp trả cho người khác tiền hoặc lợi ích vật chất để họ giết người mà mình muốn giết. Cũng giống như những trường hợp thuê làm một việc, người phạm tội vì không trực tiếp thực hiện hành vi giết người nên đã dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để thuê người khác giết người. Người trực tiếp giết người trong trường hợp này là người giết thuê. Giết người thuê là trường hợp người phạm tội lấy việc giết người làm phương tiện để kiếm tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Vì muốn có tiền nên người phạm tội đã nhận lời với người thuê mình để giết một người khác. Việc trừng trị nặng người giết thuê là nhằm ngăn chặn tình trạng đâm thuê chém mướn, nhất là trong nền kinh tế thị trường. Ở nơi này hoặc nơi khác đã xuất hiện không ít người chuyên hoạt động đâm thuê chém mướn. Việc giết người thuê và thuê giết người đồng thời là trường hợp giết người có tổ chức, nhưng cũng có thể là trường hợp đồng phạm. Vì động cơ đê hèn, giết người vì động cơ đê hèn như giết người vì tính ích kỷ cao, phản trắc, bội bạc, ví dụ giết người để cướp vợ hoặc chồng nạn nhân, giết tình nhân đã có thai với mình để trốn tránh trách nhiệm, giết người đã cho vay, giúp đỡ khắc phục khó khăn, hoạn nạn nhằm trốn nợ, vân vân. Tái phạm nguy hiểm. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm, đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được doãn tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, đã tái phạm, chưa được doãn tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Có tổ chức. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.
Đây là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau vạch ra kế hoạch để thực hiện một tội phạm dưới sự điều khiển của những người đứng đầu, tuy nhiên không có sự lượng hóa cụ thể đối với sự câu kết bàn bạc của những người phạm tội trong phạm tội có tổ chức, sự phân công nhiệm vụ vai trò của những người đồng phạm, trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. Mức độ tăng nặng trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào vai trò của từng người tham gia vào tội phạm và quy mô của vụ án. Vì vậy, khi quyết định hình phạt thì mức hình phạt của người tổ chức sẽ khác với những người đồng phạm khác nếu các tình tiết khác của vụ án như nhau. Thực hiện tội giết người một cách man rợ. Những kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp rùng rợn trong xã hội như móc mắt, xẻo thịt, moi gan, chặt người ra từng khúc. Hiện nay, FDVN đã có rất nhiều video, tài liệu, bài viết liên quan về các tội danh hình sự nhằm phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể truy cập vào các website của FDVN như fdvn.vn, fdvnlawfirm.vn, diễnđànnghieluật.vn để tìm hiểu và nắm rõ hơn về các tội danh này. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và cùng theo dõi kênh FDVN Channel để xem thêm nhiều video hấp dẫn và thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.